nay thì mạnh dạn nói bằng tiếng Đức để hỏi những cái người hóa trang ở đây để chụp hình. Yeah, super. Yeah. Hello. Can I see I to mark? I photo mark? Yeah. Yeah, yeah. Chị cầm cái em được. Chụp cái này hả? Dạ, cái này nè, em mà chụp với nó đi. Ok. Đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá, năm nay chụp được nhiều hình. Hi. Hai các bạn, ngày hôm nay thì là một buổi chiều và Ngân được nghỉ học. Ở thành phố Ngân có một cái lễ hội, là lễ hội Fat Snack. Ngày năm ngoái thì Ngân đã cho các bạn xem rồi. Năm nay thì ngay tại thành phố Ngân luôn, Ngân sẽ đưa các bạn xem cái hóa trang ở đây rất là vui vui. Và cái biểu diễn cũng hay hay nữa. Đi xem cái văn hóa lễ hội của người Thụy Sĩ nha các bạn. Let's go. Đó là một trong những cái hóa trang mà không biết hóa trang kiểu đó là kiểu gì. Chị một ai màu là ông. Hi. Hi. Hồi nãy chị đi đâu? Đây là body painting. Nói cái là năm nay là tại thành phố mình, cái mình tự tin hơn, mình không có sợ không. Năm ngoái đi thành phố khác hơi sợ, không dám chào hỏi giỡn đùa cái gì hết. Đó, vui lắm các bạn. Nếu mà ai đi du lịch vào mùa này, hôm nay là tháng 2 thì sẽ có Fast Snack nha các bạn. Tạm gọi là lễ hội Carnival, nó kiểu giống vậy. Hello. Hello. Over decoration. That's a cloud. Ah, yeah, genau. That's circus. Cloud, circus. Commercials. That's so fun. Oh wow. Vui không các bạn? Đây nè, khoan. Cái này hết là này phải mua để chơi. Tung nha. Mình không có mua, mình chưa có mua cái giấy hoa này. Giấy hoa này tung lên nó mới vui lận. Ở đó, đầu kia đang tung kìa. Raining puppies. Đi vô này.
sao các bác? À, biết tên. Ví dụ nè, đây là những con gì ta? Nhiều con chim hả? Hi, hello. Ở đâu kia còn? Ngày mai trên em có nữa. Chưa bán hình đi, tao chụp tấm hình đi. Đây đây, ông cho phong để em hỏi. Đây. Hello, can you share ai nên photo mặc không? Yeah, we should. Yeah, yeah. Chưa. Đi sao vậy? Có problem. Có problem. Có. À, chán rồi. I like it, yo. Man. Oh. Okay. Yeah, sure. Thank you. Hôm nay tranh thủ chụp được nhiều tấm hình vui vui. Năm ngoái nha, không có chụp hình được. Tại vì chưa có quen mà cũng chưa nói được tiếng Đức á, nên là không có hỏi để chụp hình được. Năm nay thì mạnh dạn nói bằng tiếng Đức để hỏi những cái người hóa trang ở đây để chụp hình. Ở bên bé này đang có một cái dàn nhạc. Qua đó nghe nhạc nha. Cái nhạc mà trong cái lễ hội Carnival á, lễ hội Fastnacht thì nó giống như là cái lễ hội Carnival á, thì nó khá là thú vị. Kèn trống truyền thống, đây là một hoạt động truyền thống tại Thụy Sĩ, lễ hội truyền thống. Thank you.
mache eine Video. Oh, ja. Videos. Ja. Ganz klein, sieht doch. Ja, ja, klein, aber ist sehr gute Qualität. Ja, ja. Ja. kann du sagen etwas über Fasnacht? Ja. Ja? Ja, Fasnacht ist eine schöne Zeit. Ich habe früher auch Guckenmusik gemacht und habe immer gewartet auf diese Zeit. Aha. Ja. Ist das eine Tradition in der Schweiz? Ja, ja. Ja. Auch da in der Schweiz oder auch Basel ist das schon Tradition, ja? Ja. Vielen Dank. Bây giờ mình sẽ đi tiếp một vòng nữa. Đây là lễ hội Fastnacht ngay tại thành phố xuất của mình.
quay cho các bạn video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Để mình ham chơi, mình đi chơi rồi các bạn quay không có chơi được. Tạm biệt các bạn nha, mình đi chơi nha.